Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục với tựa game Shinobi với đánh hàng nha anh em. Thì hôm nay á, có một điều hơi đặc biệt một xíu á, là mình sẽ dùng một cái nick phụ của mình. Mình vừa lập được để mình quay mình tìm cái Genkan mới vừa update ở phiên bản này nhé anh em. Đây là một cái nick phụ hoàn toàn mới mình vừa tạo được luôn. Mình chưa có quay cái gì hết, cũng nói chung là mới hoàn toàn. Có lý do là mình lập cái nick này để mình quay Genkan mới là như thế này nè anh em. Thì cái nick chính của mình á, mình quay hơn 400 lần để mình tìm cái Genkai Obito thôi, chứ không phải là cái này luôn á. Nhưng mà thiệt sự nó khó ra quá anh em, mà mình hơi cay nên mình quyết định là mình lập một cái nick mới để mình quay tìm cái Genkai. Nếu mà có thử có test nhân phẩm có thật sự là cái nick chính mình nó xui hay là do mình xui thiệt, mình quay hoài nó không có ra luôn nhé anh em. Thì bây giờ mình sẽ quay hết 250 lần thôi. Thì anh em biết là hôm nay là admin nó mới cho cái code 250 lần quay, nhưng mà mấy cái code cũ á là hiện tại không có xài được luôn, chỉ xài được cái code mới này thôi. Để coi thử coi thật sự là mình xui hay là do cái con nhân vật chính của mình nó gần full Genkai rồi mình quay Genkai mới nó không ra nhé mọi người. Đó, thì mình sẽ tắt tiếng game nha, nó nhảy tật 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 ồn lắm. Đó, bây giờ mình sẽ thử quay hết 250 lần quay luôn. Nó mới vừa vô nó là đã ra được cái gì ta, cái Genkai gì cờ cái gì quên mất tiêu rồi anh em ạ. Không nhớ được tên, mình chỉ nhớ được mấy cái mà mình thích thôi. Nó tên là Dust, đúng rồi, Genkai Dust. Thử thật sự coi là nick mình xui hay là như nào, hay là nick chính mình xui hay là do mình xui nhé anh em. Thì mình không định là quay đâu, mà có mấy bạn kêu anh ơi làm thử một clip test nhân phẩm. Với lại mình thấy mấy cái nick mà kiểu mấy nick mới lập á anh em, dễ quay ra Obito lắm. Coi thử coi phải là nick chính mình nó phần full Genkai quay khó ra không nhá. Đó, bây giờ mình lít vài cái mà nó ra Obito hay Itachi là hiểu luôn nhé anh em. Quay để mà quay hết 250 lần này nó lâu lắm. Mình sẽ nói sơ một xíu xong rồi khi nào mà thiệt sự nó có ra được mấy cái Genkai mới hay là không. Cái Genkai mới là của thằng Choji. Cái thằng mà ăn nhiều á anh em. Mình không biết cái Genkai nó ra sao nữa, thấy mấy bạn trong Discord khoe có nhiều lắm rồi, nhưng mà thật sự là mình bất lực về cái vụ mà Genkai mới này quá à. Anh em biết cái nó chính mình rồi, tí nữa mình sẽ show nó chính mình cho anh em coi. Nó còn đúng một cái Obito là nó full Genkai rồi, giờ nó up thêm một cái mới nữa. Là tính ra hai nick mình chỉ có hai cái Genkai là mình chưa có thôi. Nên nói cái tỷ lệ mà quay được hai cái đó thì nó khó cực kỳ anh em ạ. Cái Itachi thì nói chung là quay ra rồi, mình nhà chưa review cho anh em coi. 2000 lần mới ra cái Itachi là anh em đủ hiểu rồi đúng không? 2000 lần. Kinh dị thiệt. Nick kia thì mình mua game gì Genkai Pass nên quay thoải mái, còn cái nick này chủ yếu là mình muốn kiếm cái Genkai mới để mình review cho anh em xem luôn. Còn nếu không ra thì chịu thôi. Chờ đợi nhé anh em, hy vọng nó sẽ ra Obito hoặc Itachi hoặc là Genkai mới. Nếu mà ra Genkai mới là vào review luôn. Lại ngon lành quá trời, đúng không? Ngồi chờ đợi thôi mọi người ạ. À, hy vọng nó sẽ ra được cái nào đó mới mẻ. Tại nãy mình mới giờ coi clip của anh Tài, anh quay có 80 lần ra cái Itachi với cái Sharingan, Itachi với cái Obito luôn. Đúng là rồ à. Bữa nay hình như bữa nay là update 500k sub nên là admin đã có cái clip mà full trước cho anh em coi cái code 500 lần quay. Nó kêu cho giống anh Tuấn có đe đó anh em. Ai kêu code nữa, giờ tôi kêu có đe nó mới hấp dẫn. Nó chứ nó chính mình quay 2000 lần rồi, bởi vậy mấy cái Genkai mà dạng dạng như nó mới là mình có hết, nó mấy cái Genkai cũ là mình có hết rồi. Chỉ có mấy cái Genkai mới thì hơi căng thôi. Vừa quay vừa nói chuyện với anh em. Nãy giờ thì nó mới ra được một cái date thôi. Nick mới, nghe nói nick mới nó hên lắm mọi người ạ. À, hơi sợ không biết nó có hên hay là không nữa. Quay hết 250 lần quay này chắc căng lắm mọi người ạ. Thôi, bây giờ thì mình ngồi mình quay thôi. Biết đâu được đúng không? Ui, Genkai mới thì kìa, fuck. What? What the hell? Oh man. Gì vậy?
Ơi đất ơi, tránh được không? Ôi vào game chơi luôn mọi người, vào game chơi luôn, vào game chơi luôn, chờ đợi gì nữa? Thôi mình nói mà đúng không, mình nói ra đúng không anh em? Để mình bật system lên, mình bật nhạc lên cái nha. Bựa thiệt chứ. Rõ ràng đúng là cuộc sống anh em à. Đúng là nick mới kinh dị thật sự. Vào game review liền, vào game review liền luôn. Review thì chắc thôi, chỉ có là review cái họ nó hướng dẫn chơi. Biết rồi biết rồi biết rồi bồ. Làm sao tắt đây à, báo mà mình quên em à. Để mình tắt nhạc trong game luôn coi, tắt nhạc trong game lúc nào quên mất tiêu rồi mọi người. Alo. Không, cái này là cái để mình chỉnh cái setting của nhạc á, cái setting nhạc nằm đâu ta? Hép nhạc đâu, chắc nhạc đâu, tắt nhạc đâu? Alo alo alo. Setting nè, chỉ thấy setting này thôi, không thấy setting à, menu, đúng rồi, menu menu menu. Tại mình chơi cái nick chính lâu quá mình không có đụng vô cái này, mình quên em ạ. À, đó, tắt cái nhạc đi. Trời, nó phải như thế anh em ạ. À, nó phải như thế. Nó phải như thế. Đó, bật ô hoàng gen cai. Cái gì vậy bạn? Không biết chiêu thức nó sao nè chứ. Cấp 1 mà anh em à. Chắc này là mình phải đãi mình review sao cho anh em coi thôi chứ. Gà mình vô mình làm gì ta, mình coi mình có cái gì không, mình không có cái điểm gì luôn, hay còn 221 là quay luôn, kinh khủng. Cái này hình như là 1/70 anh em ạ. À, vật vật qua phần master rồi, thì khi nào mua gen cái ban kìa mới lấy là thoải mái. Đây 1/70 gen cái mới 500 robot anh em ạ. À, tình hình hiện tại thì nếu mà muốn mua robot thì phải nạp thẳng vào game thôi, anh em cũng biết rồi. Shop thì hiện tại nó đã hầu hết như là đa số là nó đã ngưng hoạt động hết rồi, cũng khổ lắm anh em ạ. À, cái nick này mình tên là gì à? Chủ tịch Rô VIP gì 1997 phải, đúng rồi đó, nick phụ nha anh em. Cái này là nick phụ mình nha, cái này là nick phụ tự tạo nha, không phải mượn nick đâu anh em, thấy cấp 1 luôn là biết rồi đó. Kinh sợ, kinh khủng thật sự. Cái này chắc để từ từ mình bắt cấp. À, với lộn mình match khi Genkai này là mình review cái Genkai mới cho anh em coi luôn. Bựa thiệt chứ. Bây giờ lết nó ra luôn. Đúng là cuộc sống mà anh em, đâu biết trước được điều gì. À, thôi, chắc mình sẽ kết thúc video này tại đây anh em. Mà video test nhân phẩm thì nghĩ chắc là ok đó. Thật sự là không phải là mình xui hay là cái nick kia nó xui, mà vấn đề ở đây á là cái nick kia nó hiện tại nó đã gần match hết Genkai rồi. Để mình quất cái nick này ra cái nha. Mình quất cái nick này ra. Mình vô cái nick chính của mình cho anh em coi. Đây, mình sẽ vô cái nick chính của mình cho anh em coi nha. Cái nick chính của mình á thì hiện tại nó đã map tất cả các Genkai rồi anh em à. Chị lộn đúng không? Nó đã map hết hầu hết như là tất cả các Genkai cũ rồi, còn mỗi cái Obito và cái mới nó chưa ra thôi. Nên 500 lần nó gì là nó khó lắm. Đây, đây là cái nick chính của mình nha anh em. À, hiện tại là S3 luôn rồi, nhưng mà chưa full cấp, mới 800 mấy thôi. À, chắc nghĩ là trong chiều nay đã full rồi, 800 mấy mà. Đây. Cái nick này mình tốn rất là nhiều lần quay luôn rồi, đó. Cho anh em coi. Không lần quay này thấy chưa? Này là chính mình nhé anh em. Nè, anh em nhìn Genkai đây. Nó full từ trên xuống dưới luôn nè, mình chưa review cho anh em xem á. Đó. Đây. Itachi đã có cấp 1000 rồi nè. Cái này thì up mới mình quay không ra hồi sáng, với cái này sáng mình quay 500 lần nó không ra, mình chịu thôi. Sao giờ anh em? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi anh em ạ. À, coi như là cũng đã test được nhân phẩm ở cái mới rồi. Chờ luyện match cái đó xong mình sẽ review cho anh em coi nhá. Thật sự là cái nick mới, mấy cái nick mới tạo nó cái gì thật là kinh dị anh em ạ. Điều lít mấy cái mới là ra kiểu y như nó khuyến khích người chơi á, nên có cho anh em quay cái mới để anh em chơi, chứ mà quay không ra cái mới thế nào mọi người cũng nghĩ à. Bởi vậy
lý do mà Đức Phụ nó hay ra mấy cái game cài mới là vậy. Có thể giờ tí nữa mình vô không chừng nó ra Obito nữa, hoặc là Itachi nữa luôn cũng không chừng á. Đó. Thôi video kết thúc tại đây, cũng cảm ơn anh em đã bấm chút thời gian để xem clip mình nhé. Hẹn anh em những clip sau, bye bye.